Xin chào các bạn, thời gian gần đây thì nhu cầu auto trên máy tính tăng cao và tại amk.pro đã nhận được câu hỏi của một số người đang quan tâm tới AMK về chức năng là tìm kiếm hình ảnh xung quanh con trỏ chuột. Có nghĩa là khi mà họ di con trỏ chuột đến đâu ấy thì nó sẽ tìm kiếm hình ảnh xung quanh con trỏ chuột một cái bán kính có thể chỉ định được. Mình sẽ demo luôn để giới thiệu là AMK có thể làm tốt chức năng đó. Thì đây là một cái giao diện đơn giản Nó sẽ có thể thiết lập bán kính quét trạng thái Mình đang lấy cái ảnh mẫu ở đây Mình là cái logo Youtube Khi mà chúng ta di chuyển con trỏ chuột tới xung quanh cái logo Youtube ấy, Thì nó sẽ báo là tìm thấy Mình sẽ để nó bán kính quét lớn hơn cho các bạn xem Đấy Mình di chuyển con trỏ chuột đến đâu thì nó sẽ cập nhật Tới đó rồi bây giờ mình đi thẳng luôn vào cái chỗ logo youtube này thì nó đã báo trạng thái là đã tìm thấy và vẽ một cái hình chữ nhật màu nâu lên cái logo youtube các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó rất là nhanh mình cũng có thể thử với một số hình khác ví dụ như là cái nút yêu cầu dùng thử mình sẽ cắt cái hình mũi tên đặt nó là ảnh mẫu và mình uh, chạy lại lần này mình thử để bán kính nhỏ nhé cũng vẫn tìm thấy rất nhanh Rồi. thì ví dụ này mình sẽ đăng tải trên kho tài nguyên cho thành viên của tái mk pro cảm ơn các bạn đã theo dõi